Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 1. Nữ thần, cũng đã rất lâu rồi từ khi mà nữ thần bị giam cầm trong bức tượng này do ma thuật của loại người xấu xa. Sẽ không lâu đâu Mojakon, nữ thần nhất định sẽ thoát khỏi bức tượng đó. Ngày rằm cũng đang tới gần, là tròn 500 năm kể từ ngày nữ thần bị nhốt trong bức tượng. Hãy đợi tới khi đó, thần chú trấn giữ nữ thần sẽ bị hóa giải. Linh hồn của nữ thần sẽ được phóng thích khỏi bức tượng đó, nơi đã giam cầm nữ thần 500 năm. Ta rất mong chờ ngày đó, tới nỗi muốn phát điên lên được. Và cuối cùng ngày đó cũng sắp tới rồi. Đây là giấc mơ đó. Cô là ai?
Ờ, đi rồi nè. Gặp nhau ở quán nha. Được không? Dây Mỹ, có gì không con? Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy mẹ? Mẹ của con đang nhuộm sợi đi nè. Còn ba con đâu? Ba con đang làm gì vậy mẹ? Ba con đang rủ bà con để mà chuẩn bị lễ hội cúng thần trắng trong làng. Dây Mỹ, hôm đó con tới muối nha. Dạ được mà. Mẹ nói với ba giùm con sẽ tranh thủ để về cho kịp tham gia lễ hội nha. Mẹ nhớ con lắm. Dạ. Sao vậy nè? Trời ơi, lại tắt máy nữa. Đổ máy đi. Đổ máy đi mà. Trời ơi, tại sao lại đối xử với mình như vậy? Bà không biết khu này có gara hay không nữa. Thiệt tình à. Có đem đủ đồ chưa đó? Có đem bộ không? Ừ, được rồi. Đem đủ đồ rồi đúng chứ? Có. Đền thờ nữ thần rắn hổ mang. Con tới cúng nữ thần sao? Dạ phải à. Tại xe của con nó đang bị hư ở đằng trước đó bà. Thấy có đền thờ nữ thần rắn ở đây cho nên con định vô cúng luôn à. Chắc là thần rắn lo cho con nên đã cố tình dẫn con tới đây đó con gái à. Thật sao bà? Sao bà biết vậy? Năm nay con đã bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 24, gần 25 rồi bà. Vậy là cũng gần tới lúc rồi. Mà lúc gì vậy bà? Ăn cha qua đi sắp quay trở lại. Cô ta đang bế quan luyện công đã hơn 500 năm rồi. Điều đó làm cho sức mạnh của cổ càng mạnh hơn và có thể tự mình thoát ra khỏi nơi đã giam cầm của cô ta. Do linh hồn kết nối với nhau nên cô ta sẽ xuất hiện để cho con nhìn thấy. Bà đang nói gì vậy? Con không hiểu. Đã đến lúc rồi, nghiệp trong tiền kiếp mà con đã gây ra sắp tới lúc phải trả rồi. Em ơi, em. Dạ. Em tới cúng nữ thần hả? À, dạ đúng rồi chị. Em có cần cái gì không? Chị là người quản lý ở đền thờ này. Dạ không cần đâu, em cũng cúng xong rồi. Nãy giờ em đang đứng nói chuyện với bà đây. Em nói chuyện với ai vậy? Ugh.
Dạ không, không, không có gì đâu chị. Trời ơi, xe không có bị hư mà. Vậy là chắc là thần rắn lo cho con nên đã cố tình dẫn con tới đây đó con gái. Không lẽ khu rừng này nằm ở dãy Bắc Phanom Đông Rắc, là khu rừng nằm trên dãy núi giáp ranh với Campuchia. Đây là kiểu rừng đặc trưng của mưa nhiệt đới và có hệ sinh thái vô cùng là phong phú. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều loài động vật được bảo tồn, đặc biệt là loài bò sát, ví dụ như là như rắn chẳng hạn. Rắn sâu. Tôi sẽ ra mắt một bộ phim tài liệu về rắn độc vùng núi Phanom Đông Rắc này. Rắn độc vùng núi Pha Nôn Đông Rắc sâu hả? Ừ. Tôi sẽ kể cho khán giả nghe câu chuyện. Thực ra thì loài rắn không đáng sợ và nguy hiểm như là mọi người vẫn thường nghĩ đâu. Mà thực chất là ngược lại, chính những con rắn đó mới cần phải lo sợ loài người làm hại chúng. Rồi sao nữa? Để tăng thêm độ thú vị cho khán giả khi mà xem, tôi sẽ giới thiệu thêm nghi thức thờ cúng nữ thần rắn và truyền thuyết rắn khổng lồ là truyền thuyết cổ xưa của tỉnh Sĩ Sa Kệt để cho khán giả có thể tăng thêm phần hứng thú khi xem phim. Nghi thức để thờ cúng thần rắn, truyền thuyết rắn khổng lồ. Đúng. Chốt lại là tôi phê duyệt. Tôi cảm ơn ông đã phê duyệt. Tôi mới chính là người phải cảm ơn cậu đó, cậu xã Rắc à. Vì đã đồng ý làm bộ phim này, tôi cũng theo dõi các tác phẩm của cậu khá lâu rồi. Tôi nhìn thấy được nỗ lực bảo vệ thú rừng và cung cấp kiến thức cho người dân về các loài động vật được bảo tồn, nên tôi rất sẵn lòng đầu tư ủng hộ dự án này đó. Cậu cứ liên hệ với ông Sĩ Rốt nha. Tôi cảm ơn ông. Bây giờ tôi xin phép đi làm việc đây. Yes. 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 Tuyệt quá sếp ơi. Sao em lại tới đây vậy? Tối nay mình có hẹn đi ăn tối đó. Anh lại không nhớ phải không? Thấy chưa, nếu như mẹ em không tới đây, chắc là tối nay em phải ngồi ăn một mình rồi, có đúng vậy không? Em đói lắm rồi đó, mình gọi món luôn đi anh. Em à, làm ơn cho mượn menu. Thank you.
Xà Trắc, Xà Trắc, anh định đi đâu vậy? Xin lỗi, anh không được vô đây đâu. Tôi xin lỗi nha, tôi đang muốn tìm một cô diễn viên múa đó. Cô ấy rất giống một người tôi quen. Xà Trắc, anh dính tới mấy người này làm gì vậy? Trời ơi, mình đang vội quá, cậu dẹp giúp mình nha. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nha. Cô, nè. Xà Trắc, Xà Trắc nè, à cô ơi, cô nè. Xà Trắc, cô ơi. Xà Trắc, cô ơi. Xà Trắc, Xà Trắc à, Xà Trắc, anh bị làm sao vậy? Xà Trắc, em thực sự rất là yêu anh. Không có người con gái nào muốn người yêu của mình chạy theo người con gái khác đâu. Có phải là rất đẹp hay không? Không có thứ gì hay là người nào có thể đẹp hơn nàng được đâu. Nàng chính là chân tình của ta, là người duy nhất mà ta yêu, mà lại không cần bất kỳ lý do nào. Xin nàng đừng rời bỏ ta. Mani Quân, chị Giao Quân, Mani Quỳnh.